Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái CV của điện lực là họ B. Những ai đã học cái lớp mà lý thuyết điện công nghiệp thì các bạn sẽ biết họ B hoặc C hoặc D như thế nào. Thì hôm nay á, các bạn hay thường hỏi á, là em bị lệch pha, cho nên á là thông thường thì cuối cùng là có bị hao điện hay không và nguy hiểm hay không thì mình giải thích nè. Họ B này là 80 A, thì có nghĩa là dòng đi qua các pha là 80 A. Ha. Thì bây giờ mình kèm dòng tải nè. Ở đây là giả sử như là pha A mình không biết thì mình nói pha A đi. Ha. Là 26 A đúng không? Pha B là 10 A này. Và C 15 A. Thì cái đây là tải bắt đấu xứng, cho nên là các bạn sẽ không biết được cái chuyện này đâu. Cho nên là các bạn nói là nó không, làm sao bạn chia được khi không có nhu cầu, đúng không ạ? Mình cân bằng pha là làm sao đó đừng để trên một pha này, pha đỏ, pha xanh và pha vàng này, là một pha nào vượt quá 80 A, mà trong khi cái pha đó nhỏ hơn ha. Rồi thì mình coi thử cái sự nguy hiểm của nó là như thế nào. Đó là cái dòng dây đi điện về trung tính là bao nhiêu. À, nó về 21. Không rõ nét ta. 22 A nha. Thì nếu như bạn cân bằng không pha, mà cân bằng pha không tốt á, thì cái dòng điện đi về trung tính nó sẽ cao. Đây, cái dây nó nhỏ hơn nè, đúng chưa? Cái dây này bạn thấy nó nhỏ hơn đó. Do đó nếu mà dây này nó nhỏ quá đó thì cái dòng nó qua đây nó sẽ hỏng cái dây này, và khi nó đứt dây này thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hôm nay mình đi kiểm tra cái nguyên nhân tại sao lâu lâu cái CB này nó nhảy do tải làm sao đó, thì mình chia sẻ với kinh nghiệm với các anh em vào nghề. Còn ai biết rồi thì thôi nha. Rồi thì ai muốn biết được đặt tuyến B này, C này như thế nào, độ cắt của nó thì mình được có nói rồi nha. Ok, xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp những video sau.